Hôm nay tao hẹn mày ra đây không phải để đánh lộn. Chứ ra đây làm gì? Tao với mày đã giao chiến tới 10 năm nay vẫn chưa bất phân thắng bại, thật là tao nản đánh lộn rồi. Thế mày muốn solo kiểu nào? Tao với mày sẽ đấu bài Yu-Gi-Oh hệ liên minh, người thắng sẽ là vua đấu bài 2022. Trưởng gì, ok quá, dễ, bắt đầu luôn y. Tao chơi trước rút bài, tao triệu hồi chồm Timo úp một lá bài kết thúc lượt. Tưởng gì lá bài yếu thế mà đòi chơi với tao à, tao triệu hồi băng Diana. Què gì vậy? Úp một lá bài kết thúc lượt. Tưởng gì ghê gớm, một lá bài công không thủ không thì làm gì được tao. Tao lật bài úp trang bị cho Timo lá bài phép mù phù thủy Rabadon, lá này giúp Timo tăng thêm 500 công. Chồm hôi Timo tấn công băng Diana. Ha ha ha, chơi gì nữa, chiến thắng quá rõ ràng. Rút bài. Mày nghĩ tao tự đánh giá một lá bài công không thủ không cho mày trừ tao 2000 điểm dễ dàng vậy à? Không lẽ là cái bẫy? Kích hoạt hiệu ứng của lá bài băng Diana, khi được đưa vào mộ ta có thể triệu hồi một lá bài từ bộ bài có tên Diana. Xuất hiện đi cô gái tên Diana. Diana là con gái thật tuyệt. Nhiều khi mình tệ hiểu được. Diana tấn công chồm Timo đi. Con gái thật tuyệt. Không, Timo của tao. Giờ mày làm gì với Diana của tao đây, ha ha. Tao sẽ không để thua đâu, rút bài. Tao không ngờ tao phải dùng đến nó. Tao kích hoạt lá bài môi trường lốc gió, lá bài này cho phép tao triệu hồi một lá bài hệ phong chuyên dùng gió để giết người. Dùng gió để tấn công chẳng lẽ? Đúng rồi, xuất hiện đi đấng Yasuo. Tại sao mày lại có một lá bài hiếm như thế? Do ăn ở đấy đấng Yasuo tấn công Diana. Mày quên tao úp một lá bài à, kích hoạt bài úp thần linh định đoạt, lá này giúp tao né được đoàn tấn công của mày và mày sẽ mất đi 1000 điểm gốc. Mày được đấy, để tao xem mày lấy lá gì chơi với đấng của tao. Rút bài. Què gì vậy? Xui cho mày rồi con à, đúng lúc tao cũng rút được lá môi trường, tao kích hoạt lá bài môi trường bóng tối, nó cho phép tao triệu hồi một ác ma giết người trong bóng tối. Bó tối để giết người, không lẽ mày định triệu hồi? Rét chúa tể bóng tối hãy hiện thân. Hiện tại Rét với Yasuo đang bằng điểm nhau cho nên tao không thể làm gì mày, thôi thì úp một lá bài kết thúc lượt. Mọi người mong mọi người hãy ủng hộ một like một đăng ký để mình có động lực rút lá bài này. Nhiều khi mình tệ hiểu được. Rút bài. Có lẽ như may mắn đang mỉm cười rất tươi với tao, tao kích hoạt bài phép thông thạo 7. Què gì vậy? Khi có bài thông thạo 7, Yasuo của tao luôn tự tin là mình hơn người khác. Bây giờ Yasuo của tao đã lên 2700 điểm rồi. Tao không ngờ Yasuo của mày lại được tiến bộ như thế đấy. Còn phải nói, Yasuo tấn công Z đi. Lại cái gì nữa đây? Tao kích hoạt bài úp tiên của Braum, nó giúp tao hủy bỏ đoàn tấn công của mày và bắt mày phải kết thúc lượt. Xem ra mày hên trong lượt này nhưng không hên được lần sau đâu. Tao không ngờ mày cũng ghê gớm nhưng lần sau mày sẽ phải chấp nhận thua thôi. Để xem, tao úp thêm một lá bài và kết thúc lượt. Tao kích hoạt lá bài phép hy sinh nhận điểm, lá bài này cho phép tao hy sinh một quái thú của mình, điểm gốc của quái thú bị tiêu diệt sẽ được cộng vào điểm sinh mệnh của tao. Diana sẽ là quái thú bị tiêu diệt cho nên điểm sinh mệnh của tao được cộng thêm 2300 điểm sinh mệnh. Tao không ngờ mày lại lấy quái thú của mình để hy sinh cộng vào điểm gốc của mình. Mày có biết những lá bài quái luôn có một sự gắn kết đối với mỗi ngừa không? Mày chẳng hiểu cảm giác của những quái thú. Mày không xứng đáng là một người chơi bài chân chính cho nên tao sẽ cùng với những quái thú sẽ tiêu diệt mày. Nhiều khi mình tệ hiểu được. Tao sẽ kích hoạt bài úp lá bài phép này không cho mày rút bài trong lượt này. Trời, tao tưởng gì chỉ là một lượt không rút bài thôi mà, để tao xem mày có thể làm gì bây giờ, đến lượt mày đó. Tao rút bài. Tao kích hoạt bài phép bỏ bài.
Để với lá bài này mày phải bắt buộc bỏ một lá bài trên tay xuống mộ. Mày được lắm. Lần này mày không có một lá bài úp để tao xem mày có cản bước được đấng Yasuo không. Yasuo khoe thông thạo bẩy lên và tiêu diệt Zed đi. Mày à, mày bố mày nhọt với mày đấy à? Tao kích hoạt hiệu ứng của lá bài trên tay, khi tao bỏ lá này xuống mộ thì tao có thể hủy một đoàn tấn công của mày. Yasuo của mày không thể tấn công Zed của tao được. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Tao không ngờ từ khi Yasuo của tao đứng lên sân đấu mày có thể cản bước tấn công của Yasuo. Nãy giờ Yasuo của tao chưa biết tấn công là gì, nhưng mà lượt sau Yasuo của tao sẽ không tấn công trượt nữa đâu. Để lượt sau Yasuo của mày làm được rồi hãy nói, giờ đến lượt tao rút bài. Què gì vậy? Tao kích hoạt bài phép hoán đổi số lượng. Cái gì? Lá bài này có thể giúp tao hoán đổi số lượng bài trên tay. Hiện tại mày cầm 4 lá bài, tao cầm 1 lá, tao sẽ hoán đổi tao cầm 4 lá, mày cầm 1 lá. Tao không ngờ mày chơi dơ như thế. Tao sẽ mất 1.000 điểm khi kích hoạt thẻ này. Tao kích hoạt bài phép Riot Game. Mày lô nhà làm game vô đây làm gì? Đúng là ngu, mày biết Riot Game là nhà làm các vị tướng trong liên minh không? Lá bài này có thể giúp tao chọn một quái thú của mày, hạ điểm ATK của nó xuống. Do Yasuo là tướng quốc dân được nhiều người chơi cho nên Yasuo của mày đã bị giảm xuống. Không không, Yasuo của tao. Còn cái nịt. Còn đúng cái nịt. Zed còn chờ gì nữa, tấn công Yasuo. Không, mình thua rồi. Còn nói gì nữa, tao thấy mày nên đầu hàng đi chứ đấu nữa mà thua thì cũng nhục lắm. Danh hiệu vua đấu bài 2022 đã thuộc về tao rồi. Câu đăng làm gì đó bạn tôi. Là Gazen thứ hai à, xin lỗi bạn, trận này tôi thua rồi. Chỉ mất Yasuo và điểm gốc chỉ còn 1.200 điểm mà bạn định bỏ cuộc à? Không giống bạn tôi chút nào. Chứ giờ chúng ta phải làm gì đây? Nhiều khi mình tè hiểu được. Thế bạn không biết rồi, ngoài Yasuo ra chúng ta vẫn còn một lá bài để cứ giản tình thế này. Tôi tin bạn sẽ làm được, chỉ cần có cảm xúc với các lá bài. Đúng rồi bạn tôi sẽ đặt cảm xúc lên lá bài mình sắp rút này. Gazen à, bây giờ mày có rút lá nào thì mày cũng không thắng nổi đâu. Tao nhất định sẽ không bỏ cuộc rút bài. Cuối cùng tao đã rút được lá bài thay đổi tình thế. Chắc mày không biết bộ bài của tao là bộ bài hệ thầy tu cực kỳ mạnh. Cái gì bộ bài hệ thầy tu? Tao sẽ kích hoạt bài phép thay đổi môi trường thành ngôi chùa cổ. Lá bài này cho phép tao triệu hồi hai quái thú hệ thầy tu trong bộ bài. Hãy xuất hiện đi thầy ông nội và chú tiểu. Hai lá bài sức tấn công yếu như thế mà ăn tao à, ha ha. Tao vẫn chưa nói là kết thúc lượt tại đây, tao còn một lá bài quái thú trên tay, tao triệu hồi Kano. Nếu tao có đủ 3 lá bài này trên sân tao có thể tiến hành dung hợp. Cái gì dung hợp à, thế mày định dung hợp cái gì? Hãy xuất hiện đi lá bài dung hợp thầy tu lái Kano. Ôi tao đó được, tao đó được. Không thể nào hack game à? Thầy tu lái Kano tấn công Zed đi. Tao không ngờ mày lại có lá bài mạnh như thế, Gazen à. Tao định mày chơi thêm một chút nữa nhưng mày đã ép tao rồi. Bây giờ mày định làm gì? Mày còn nhớ hồi nãy mày kích hoạt bài phép bỏ bài bắt buộc tao phải bỏ một lá bài không? Nhờ mày làm vậy mà tao có thể dễ dàng triệu hồi nó lên đây. Chẳng lẽ có lá bài mạnh hơn lá thầy tu lái Kano? Tao kích hoạt bài phép lá bài này giúp tao hồi sinh một quái thú từ mộ. Hãy lên đi Katarina. Chỉ có 2.500 điểm mà sao lại muốn ăn lá bài thầy tu lái Kano của tao? Kích hoạt bài phép bây giờ, tao sẽ tạo thêm cơ hội cho tao với mày bốc thêm bài. Nó cũng có lợi cho tao bốc bài. Mày bị điên à? Cuối cùng tao cũng đã bốc đủ, tao kích hoạt 3 lá bài phép con dao nó sẽ trang bị cho Katarina. Cứ mổ lá con dao sẽ tăng 500 ATK cho Katarina, cho nên điểm tấn công của Katarina đã lên 4.000 điểm rồi. Cái gì hack game à? Katarina tấn công thầy tu lái Kano đi. Vài lá
không thầy tu lái cano của tao. Giờ điểm sinh mệnh chỉ còn 700 giờ, mày làm gì đây? Gigi đi trước khi kết thúc lượt tao kích hoạt bài bẫy ngọn lửa miễn phí. Lá này có thể đốt một lá bài phép hoạt bẫy của mày. Giờ lá bài môi trường của ngôi chùa cổ của mày đã thành cho rồi, xem thử mày còn gọi thầy tu ra được nữa không? Tại sao mày lại đốt ngôi chùa cổ chứ? Mày có biết là tốn bao nhiêu tiền để xây ngôi chùa cổ, không biết bao nhiêu công sức của những anh thợ hồ mà mày đốt? Mày là thằng tối. Què gì vậy? Dù tao có 100 điểm gốc, tao vẫn chiến đấu đến cùng để hạ mày, và tao đặt niềm tin của lá bài tao sắp rút bài. Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc và người thua chính là mày. Cái gì, mày bị mù à? Sân mày thì không có quái thú, mày lấy cái quần gì để đấu với Katarina, sức tấn công 4000 của tao? Nó tùy thuộc vào lá bài này, tao kích hoạt bài phép ngôi nhà bị phong ấn. Lá bài này cho phép tao triệu hồi lại thầy ông nội trong lượt này để gỡ bỏ phong ấn của căn nhà để kêu gọi đồ đệ của thầy ông nội. Cái gì lại là đồ đệ thế? Mày muốn triệu hồi cái gì? Ăn lại Katarina, sức tấn công 4000 của tao, nực cười. Do lúc này mày đã đốt ngôi chùa cổ của thầy ông nội khiến cho thầy ông nội đang rất tức giận. Thầy ông nội hãy phá vỡ phong ấn để trả thù cho ngôi chùa cổ. Khi thầy ông nội đã phá vỡ phong ấn thì đồ đệ của thầy ông nội đã xuất hiện. Đồ đệ của thầy ông nội là ai? Đó chính là thầy Tu Mù Ly Xin. Cái gì, thầy Tu Mù Ly Xin à? Tao cứ tưởng có lá bài nào mạnh lắm, không ngờ nói mãi triệu hồi ra lá bài có sức tấn công 3000, làm sao đánh lại Katarina, sức tấn công 4000 của tao. Chưa xong, tao trang bị cho Ly Xin lá bài phép tăng sức tấn công lên 3500. Chưa xong, tao kích hoạt thêm một lá bài phép trang bị chiếc dép sóng âm. Lại là một lá bài trang bị, thế lá bài đó trang bị cho Ly Xin của mày thêm bao nhiêu điểm tấn công nữa? Thật ra thì lá bài chiếc dép sóng âm này nó không giúp Ly Xin tăng thêm điểm tấn công. Làm mãi ra 3500 ATK, giờ lại kích hoạt một lá bài vô dụng không tăng sức tấn công của Ly Xin. Vậy mày lấy cái gì ăn với Katarina, sức tấn công 4000 của tao, chịu thua đi. Mày đã quá xem thường lá bài phép này rồi, ai nói tao sẽ tấn công Katarina, chứ thứ tao muốn tấn công đó chính là mày. Mày điên à? Khi trên sân tao có quái thú thì mày không được phép tấn công tao đâu, mày có hiểu luật chơi không vậy? Nhờ vào lá bài phép chiếc dép sóng âm này, tao có thể chọn mày làm mục tiêu tấn công mặc kệ trên sân mày có quái thú. Hiện tại Ly Xin có sức tấn công 3500, còn mày điểm sinh mệnh chỉ là 3300. Ly Xin sóng âm nó đi. Không vua đấu bài 2022 của tao. Cuối cùng mình đã thắng và thành vua đấu bài 2020. Chúng mày đã bị bắt vì tội đánh bạc trái phép. Công sức làm video 2 ngày của mình đó, anh em nhớ đăng ký và like giúp mình nha. Cảm ơn rất nhiều. Bye.